Và ô văn kê, hôm nay tôi sẽ không nói intro bằng cái giọng khó chịu gì nữa, bởi vì chúng ta đã chơi con game False Dream cho tất cả mọi người. Đây là một con game dạng theo kiểu Amon Observation Duty, nhưng mà phiên bản góc nhìn thứ nhất và nó dị hơn. Các bạn còn nhớ cái video Exit 8 không? Nó sẽ hoạt động y hệt như vậy cho tất cả mọi người. Và hôm nay sự tham gia của video lần này sẽ có anh Bảo Hòn và anh Dalon. Yes sir, chúng ta đã có normal mode, chúng ta chơi normal mode trước. Ở đây có 3 người chơi thì tôi nghĩ mọi thứ nó sẽ dễ hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Chắc chắn là sẽ dễ hơn rồi. Phần nói tao không giúp gì đâu nha, phần nói nha. Mày không giúp gì hết, tại sao? Tao nghĩ 3 người chơi mạnh quá. Tao sẽ để thằng Darling giúp mày và tao chơi game khác. Ok. Hiểu mày. Ê, thầy vẫn bôi son nó thơm tao. Tao không nhìn nhau rồi. Ông tao bị nhốt ở Dalon này. Mới cưới nha. Mày sẽ nhìn thấy 3 con ngựa đen cao đang chờ mày trong phòng. Nói chung là các bạn có thể thấy đây là một cái nhà trọ. Tiếng gì ấy? Tiếng mấy giờ rồi? Tức là tiếng mấy giờ? Các bạn có thể thấy đây là một cái nhà trọ. À không phải nhà trọ mà là một cái kiểu nhà thuê rất cơ bản ở bên Nhật Bản ấy. Tao vừa vần phát. Hay phần từ bản với bản. Tôi không biết là sao bên Nhật chúng nó hay thích kiểu chia phòng tắm với cả nhà vệ sinh riêng ra. Nhưng mà đây, tất cả những cái manga các bạn từng đọc, hentai, cũng như là tất cả những cái anime các bạn từng xem, về cơ bản cái thằng mà nó sống một mình nhà đều nhìn như thế này. Và theo tôi thấy thì nó khá là ok đấy chứ. Như tôi vừa nói từ đầu stream ấy, thì con game này nó là phải tìm điểm khác biệt. Cho nên là thôi, đang lấy lợi thế trước thì mình cứ ghi nhớ những cái chi tiết ở trong Đừng ghi nhớ trước những cái chi tiết ở trong game đi. Tủ chậu hoa, 3 cánh hoa, cho những cái đồng, 2 cái hộp đèn nhau, công tắc đèn ở đây, máy giặt đang bật, bồn rửa tay, 3 cái thùng rác. Đây tự trưng có 3 thằng ngồi trên game này luôn. Con dao bên trên không biết có gì, tí tủ lạnh to vãi lìn. Nhà vệ sinh có 5 cuộn giấy toilet này. Ô văn kê. Nhà tắm thì có cái chậu rửa đít, vòi tắm ở đây. Ok, chắc là tôi nhớ rồi đấy. Sao lại có kiểu vòi tắm mà nó ở cái gương nhà nhìn nó cái kiểu gì? Kiểu mày tắm xong mày nhìn thấy hết cái thòng lòng của mày, nó bị thất vọng ấy, mày hiểu không? Nếu như mà tao phải tắm trong cái tình trạng mà tao nhìn thấy toàn bộ cơ thể tao hàng ngày thì tao sẽ tắm trong sự thất vọng ấy, và tao không thích điều đấy. Người mày đang rất là ướt và đang xà phòng, đang xối xả, đúng không? Mày nhìn vào gương mày kiểu có cái bụng phệ không? Có Suka này, Nobita này, thằng nhân vật trong Minecraft này. The fuck? Đồng hồ bây giờ đang là 9 giờ kém, TV đang để... 9 giờ kém. Bên dưới có một quả bóng, kệ sách với cả... ra ngoài được này. Trời ơi, ghê thế. Ghê điên. Hộp giấy đầu giường, hay. Cái này đúng chuẩn rồi. Có đèn pin rồi này. Cả bự. Bảo Hoàng gì của tao ấy? Trong trường hợp khẩn cấp, mày có thể thoát hiểm đến nhà hàng xóm bằng cách kiểu nhảy qua đấy. Mày có thể phá cái đấy để ra nhà hàng xóm nếu mà nhà mày cháy. Ok, kịch bản hentai luôn luôn là kiểu đêm đi ngủ xong bắt đầu có một số cái hình trái tim nhảy qua tường ấy, mày hiểu tao. Xong tao phá qua đây ấy. Xong mày bảo là mày qua đấy làm gì? Tao không biết. Ok, chúng ta đang ở một khu nhà tập thể bọn Nhật này. Thôi chắc đi vào nhà đi, đóng rèm vào. Đóng rồi đấy. Ok, cảm ơn vì đã ở lại True Dream Notice. Check out là 9 giờ sáng. Thế bây giờ mình không phải là nhà trọ mà là mình đang ở khách sạn. Trước khi đi ngủ, hãy tắt hết tất cả đèn và hãy chơi với cậu bé của tôi. Đúng, đúng. Quả nốt tao để lại cho vợ. Không phải nốt để lại cho vợ mà là quả nốt để trước cửa khi vợ về nhà ấy. Ok, thế chắc cũng chả có gì đâu. Tao tắt hết đèn đi. Tao tắt hết đèn ấy, mình đi ngủ thôi. Tao không hiểu sao mình có đèn pin ở đây. Tao về cơ bản tao cũng nhớ được hết đồ nhà. Mình lấy lợi thế trước. Đây sẽ là một cái video siêu chán. Tại vì có 4 cái móc cho quần áo, phải nhớ nhá. Còn có cái này nữa. Văn kê. Đối diện có nhà hàng xóm, có cửa này. Này chơi của gì á, tôi cũng chưa biết. Nhưng mà tôi khá chắc là chữ chơi sẽ không viết theo kiểu CSS. Ngôn ngữ giới trẻ mày biết cái đéo. Rack đen đi ngủ, có cái ghế ở đây này. Có một con rất là xấu. Con Pao gì nhìn lạ này. Con này bản update sau mày. Mày có muốn đi ngủ luôn bây giờ không? Đợi thì có đơn hết. Phải cứ đi bắt mà. Có writing book này, camera này, spirit box này. Cách để dùng camera. Chơi xem IMF lờ mày. Chụp camera, im camera. Con chim mất rồi. Chim. Shit. Shit. Mất chim rồi. Mất chim rồi. Hình như dùng camera để chụp đồ vật kiểu những cái đồ bị bất thường ấy các anh em. Có một tờ giấy mới. Ê,
Thế về cơ bản là mình đang bị mắc kẹt trong một cái bành trướng lãnh địa của thằng chó đấy. Game xài quá, chơi Uno đi anh. Tao đánh mày kiểu ơi. Roblox đi anh. Anh ơi, game này anh sang chật chơi rồi. Tao đánh mày. Thằng chó Sukuna nhá. Mày chửi nó mày làm được đéo gì nó. Đéo bật được đèn lên. Con chim mất rồi này, chụp được không? Chim mất thì không chụp được mày. Chơi power đấy. Tí nữa. Cái máy giặt vẫn bật này. Chơi máy giặt đấy. Chơi to đấy. Và mày có biết là máy giặt thật ra nó có một cái ống nước ở đằng sau của nó và cắm vào tường và lấy nước từ đấy á. Tao không mày thích cái điều này. Mày tháo cái ống nước để ra rồi mày bật ở cái chế độ cotton. Hello, like, where is this going? Chuyện gì xảy ra? Nói tiếp đi Hiếu. Bây giờ tao chưa bật is the replay thôi, tao không nói nữa. Thằng này quá content. Tao bật này Hiếu. Không. Mày bật tao đeo rồi. Cái tiếng radio nó sẽ dẫn mày đến cái vị trí của anomaly. Okay. Xong mày chụp lại để cho nó xuất hiện lại. Tao đến gần cái TV kêu rất to này. Oh. 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 Cheeky bastard. Thế rồi đúng không? Tao đi ngủ rồi. Oh, chim xuất hiện lại rồi. Cái đầu tiên là con chim. Con mình có nên dùng radio nhiều không nhỉ? Tại vì nếu như thực sự cái radio mà được dùng dễ như vậy thì mình cứ spam radio đến sáng là win rồi. Tao nghĩ là được ấy. Game dễ thế. Từ từ sao đồng hồ vẫn 1 giờ này? Tao tưởng tao tìm được con chim rồi. Mày mất chim rồi, Farah ơi. Dùng radio thì về 1 giờ sáng ở đấy mà đòi win. À! Là sao? Nếu mà dùng radio để tìm đồ thì đồng hồ sẽ reset về 1 giờ sáng và mình vẫn sẽ phải chơi lại. Tất cả muốn thắng là phải không được dùng radio. Mày để radio đấy em đéo ý. Để radio để mày mày thấy cái đồ ấy khó quá mày reset mày tìm đồ khác. À là vậy. Ok, cái radio lại kêu to. Ơ. Đừng có ma nhá, tao đánh đấy. Tao biết võ đấy nhờ. Mày biết võ gì đây? Cái thùng rác anh ơi. Ok. Em mày có đứa nào trong đây mày? Vào lấy đựng xăng người à? Ôi. Tao nghe đấy. Trong quần chim bay ra. Yêu mãi hỏi vì khi sợ. Sao nó duy lên cao. Tao chạy đây 10 năm tao chưa tìm con quái vật tao định đánh. Where the fuck are you? Thùng rác không có. Check lại đi. Nếu đâu nó ở đâu đó trên trần nhà sao? Tra cả trần nhà nhé, darling của tao. Tao không nhìn thấy trần nhà kia mà mày nhìn như vậy được. Tao sợ, ok, tao bị insecure, tao không thể biết được liệu có gì tấn công một cái đít tao không. Ê, từ game mày không có tình huống là không có gì đâu đúng không mọi người, chắc chắn phải có. Ê, hay là mày thử mở rèm ra xong mày đi ra ngoài mày xem có cái gì bên ngoài không. Điều hòa vẫn ở đây, không có dây thì không tính, cái dây vẫn ổn, con chim. Cửa sổ bên cạnh. Chim à, mở tủ quần áo ra xem còn 4 cái móc treo. Còn. Có bạn bảo cái giá treo chảo thay đổi à? Ok, chụp thử mà. Sau đi ngủ nhá, để xem có chuẩn không. Nếu như mà không chuẩn thì thời gian sẽ không tiết diễn. Ô, 2 giờ. Ờ, đúng rồi. Ồ, oh, nó phải là hình vuông. Nhà tắm của sự thất vọng. Chết, phòng tắm nhà tao. Phòng tắm nhà mày có gương trước ghế. Đừng có jumpscare. Không có gì ngoài này. Cầm giường, không có gì nốt. Không có gì nghĩa là đang có gì. Cái gì? Cái đèn này trước đấy có, tôi quên đẩy cái đèn này có trước ở đấy trước đấy không? Có. Từ từ cái đồng hồ đó đang. Lú đấy, lú phê đấy. Đồng hồ xịn phải luôn mày. Cái kim phải đứng yên. Ơ, đôi bàn này, đến giờ tiếp theo rồi. Cái đồ chơi kìa. Đồ chơi. À, bắt được luôn này. Quá hay, Phan Hoàng chơi quá khỏi. The fuck, what about me? Mày đến đến đằng. Từng chọc thế, mày ra. Tao không biết tiếng Nhật nhưng mà tao nghĩ... Tao đọc được, Phan Hoàng ơi. Mitsubishi, Honda, Toyota, Sushi, Sashimi, Hokkaido, Oyasumi. Cái dòng đỏ đỏ nó ghi là Ochinchin Daisuki. Ê, con chim mắt đen. Oh my. Ui. Chim nó chảy máu kìa. Đúng, nó có chảy máu đâu, mày nói gì ấy? Chim chảy máu á? Mày nên đi khám. Tao biết địa chỉ khám nông khoa chỗ mày hay, giờ tao phải làm thiết kế của nó. Game dễ nhỉ? Game dễ tận 9 giờ đúng không? Mỗi lần tao mở tủ tao phải lùi lại vát, mày hiểu ý đâu? Kiểu, bị sợ. Lùi lại một bước, để thấy rõ hơn. Để thấy bé ơi từ từ. Bé ơi từ từ. Oh my. Con nhện à? À không. Mà anh nhìn tưởng Spider-Man đến nhà Death Stranding vãi.
Oh, he about to grab the edge. Ok, tao sẽ để mày lo vấn đề của riêng mày và tao sẽ không làm phiền mày nữa. Ok. Leave the hand alone. Leave the hand alone, bro. Nó bỏ nhà không? Nó sẽ không bỏ đây đúng không? Nói chung con game ở trong chả có jump scare, chả có ma quỷ gì mấy đâu. 6 giờ sáng, tao thắng rồi. Mở cửa ra xem trời nó có nắng lên không? Đến chim dài ra nhỉ? That's quite big. Cảm ơn nha. Cảm ơn nha. Good news. Mày lâu không gặp họ hàng khen mày. 7 giờ sáng rồi đấy. Tại sao họ hàng lại khen chim mày? Ơi, cháu Hoàng, dạo ấy khỏe không? Đi làm đâu rồi? Dạo ấy chim dài ra nhỉ? Cháu cảm ơn ạ. Dạo này lấy vợ cho cháu. Chim dài chưa. Như này mà chưa lấy vợ được cháu. Dạ thôi, bác cầm mẹ mồm. That is not what she said. Ok, bắt đầu lú rồi này, 7 giờ sáng mà tao đang không thấy cái gì này. Ố? Oh. À, nó cút rồi. Mày tìm nhảy ra đấy xem nào, có gì không? Không. 8 giờ. Chim. Là sơ. Và trong chim. Đấy tao thấy hầu như là thắng tại vì những cái liên quan đến chim là anh em mình win này. Mày thấy thằng thắng á? Mày thấy chim á? Shit. Con chim ấy đang nhìn theo mình có phải tính không nhở? À, tính đấy, tính đấy, tính. Ờ, có vẻ như việc con chim nhìn theo mình ấy là tính đấy. Chim tao mới nhìn theo mày con. Ngại thế. 9 giờ sáng rồi đấy. Cút rồi. TV tắt này. Sáng chưa? Cút rồi anh em, cút rồi, cút rồi. Ủa game gì nhỉ? Dễ đấy. Không, các bạn ơi, tôi nghĩ đấy là chỉ là tutorial thôi anh em ạ. Mày mở cửa thiên đường cụ. Ô, 8/81 á. Hôm nay anh em mình sẽ bắt hết tất cả đống này nhá. Nightmare mode. Sẽ có một vài trường hợp mà điều dị thường không xuất hiện và một vài trường hợp nó có xuất hiện. Hay là chơi Nightmare mode luôn. Fuck yeah, let's go boys. Fuck you. Ok, đi ngủ, đi ngủ, đi ngủ, đi ngủ. Mẹ ơi, ngủ đi, chim đã to rồi. Sai nhá. Hai này. Ngủ, chơi luôn Nightmare mode thưa cả mọi người. Ồ, vâng. Cứ mỗi lần ngủ dậy là bắt đầu thấy con chim ạ. Không khác so lúc tao ở nhà là vậy đúng không? Every time I wake up, I saw my... Mày đừng có ủ ui nữa đâu kìa. Đéo rồi. Ui. Ui, cái này ủ ui thật này. Vào đây, vào đây, vào đây. Vào đi, lao thẳng vào. Con tên. Con tên. Ôi, tiếng gì ấy mày ơi? Tiếng con tên mày. Đứng content bảo mày chạy đi. Thôi đi ngủ, đi ngủ, đi ngủ. Hello chip. Hello cả nhà yêu của Kem. Hôm nay chúng ta chơi game. Ôi. Em chào đại ca. Bố mày thấy mày nhá. Stalker Nhật Bản. Gọi nhiều lắm. Nó cút rồi, nó cút rồi, nó cút rồi. Mày chết còn. Mày chết bố mày còn chó. Cái giường nó có thay đổi màu không nhỉ? Hay tao bị lú? Giường thay đổi màu á. À không, camera nó không hiện chụp giường thì thôi. You got mail. Cảm ơn căm của Sang Trần đến hội viên ngố nhá. Vãi lì, chui lại vào chim nói làm ơn. Hello cái nhà nha, hôm nay chúng ta đi trong cái nhà. Nhà tắm một sự thất vọng này. Ê, các bạn nhớ vừa đấy, nó nói Nightmare mode là sẽ có những trường hợp mà không có gì. Và có vẻ như chúng ta đang ở trong trường hợp đấy đấy. Tại vì tôi đang không thấy có một cái gì cả. Không có gì nghĩa là đang có gì. Không, con game này hình như lý thuyết nó khác ấy. Không có gì tức là không có gì thật ấy. Bếp vẫn ổn, chảo vẫn ổn. Babe, you alright? Nah, I'm fine, man. Cảm ơn các bạn sắc chân tặng một hội viên nhá. Yes, sir. Bây giờ đang là 3 giờ sáng. Có vẻ như đây là một cái trường hợp không có gì ấy. Ngủ đi. 1 giờ sáng. 4 giờ sáng. Yes sir. Anh Hòn Puzzle Player. Cái phòng này thực ra nếu mà đi quanh đi quẩn lại nó quá bé để mà nó có gì xảy ra được ấy. Đêm nay anh em đéo sợ lắm. Cái tay nắm cửa vẫn bình thường đúng không? Tao bị ám ảnh từ cái vụ Exit 8. Cái ờ? Tay nắm cửa nằm giữa. Thế á? Mày thử check cái gương xem nó có phản chiếu nào. Nhìn lại sự thất vọng của bản thân mày đi. Là nó không bụ tao béo quá chết gương. Từ từ con chim chu mỏ, chim nó vẫn chu mỏ, chim ai chả chu mỏ, chim các bạn không chu mỏ. Có vẻ như đây là một tình huống mà không có gì xảy ra rồi anh em ạ. Ghế không chân gì thằng phân hoa nó may mắn. Ê, ghế không chân. Ah shit. Lú thật. Ui tí nữa cút đấy. Lúc nào đấy kiểm tra trong cái phòng này trước đi. Vòi sen vẫn bình thường. Có vẻ như đây sẽ là một trường hợp không có gì mọi người ạ. Thực sự là màn này không có gì. Bà hoa. Không, từ trước giờ vẫn là bà hoa mà. Bà hoa. Bà hoa. Bà hoa. Hoa hai thôi anh á. Hoa ba gái. Hoa ba gái tôi nhớ mà. Thiếu giấy vệ sinh chuẩn thôi. Cái toilet nó bị nhỏ hay là do tao nhìn nhầm? Không, hình như chắc là đít mày bình thường nó to quá. Phải ngồi cái toilet to như vậy. Shit. Mày tích ass. Điều hòa nó có bị lật ngược lại không hay nó thực sự như này nhỉ? Chim lệch á? Không, chim các bạn lệch ấy. Chim mày chả lệch đâu. Không nghĩ là cái điều hòa nó bị lệch ấy. Tao check lại xem nào. Hay nó thiết kế như vậy mà tao không biết nhỉ? Liều đi, sợ đi, ơi, sợ gì? Content cả. 6 giờ sáng, yes sir. Rất là may tao đã không nghe lời làm tiếng qua loa linh tinh. Làm tiếng qua loa linh tinh. Không tin ngăn cắn được phần hoàng gaming. Bếp ga phải có 4 cái á. Các bạn được áp dụng đạo lý thông thường với game này. Nhà tắm một sự thất vọng vẫn còn. Mất một hoa.
À không, vẫn bao hoa. Đừng có bao hoa đâu. Bếp có hai công tắc á. À nhờ mình phải để ý mấy công tắc đèn này nữa. Cái công tắc này chuẩn rồi. Công tắc này chuẩn là một cái phòng ngủ, một cái phòng nhà vệ sinh chuẩn rồi. Công tắc phòng ngủ không có ngoài anh ơi á. Tức là cái này là thừa. Đâu, cái này công tắc hành lang mà. À cái này công tắc của cái này, cái này là công tắc của cái này. Chết, tao lỡ chủ với có tính không nhở? Chết, như tao lỡ chủ với nó tính mẹ rồi. Mày bị ngố rồi. Mày như cút rồi tao anh em ơi. Cút rồi. Làm lại từ đầu. Ơi. Chụp lại vào ăn chích là được á. Thế á? À, tưởng chụp là cút. Bình thường nhà vệ sinh cho thằng Darling giờ thành nhà vệ sinh cho anh em chicken gang còn lại là sao nhỉ? The fuck is that mean man? Yes sir. Thảo thấy trời mấy mày cứ nóng nóng. I will fucking kill a dolphin. The fuck? Came out of nowhere đấy. Tôi luôn luôn chết gầm giường đầu tiên nha anh em nhé. Chúng ta không thể biết được là có thằng con chó nào ngồi dưới đấy không. Không mà biết có thằng con chó nào ở dưới gầm giường tao là quỷ chó luôn. Nó làm thật đấy. Cái tủ nó cao hơn không? Không. Hello. Oh. Cút của nhà bố mày. Mày nói chuyện nó đi, nó buồn. Hung thủ con Nam Mỹ à. Sợ nhở, đi ngủ. Nó sao bắt được đi tao rồi. Ui. Nó chuẩn bị sờ đít mày đấy. Thằng Hiếu mày có thể thôi. Ui đâu mày. The fuck, nó thỉnh thoảng. Ui, out of nowhere. Thằng Roblox player. Ê, tự nhiên tao cảm giác cái trần nhà nó cao hơn nhỉ? Chắc không phải đâu. Ui. Sao đây? Trần nhà cao hơn mày. Đừng cosplay tao nữa được không? Tao biết tao thấp rồi. Ui, mặt ui, nước. Ui. Nhảy xuống được. Ui, xôi ôi. Tao nhảy xuống được. Nhảy đấy. Nhảy xuống đấy. Đéo chỉ mất nước, đúng không? Mất con mẹ. Ơ, đi luôn rồi. Ôi. Cút luôn rồi. Cút luôn 11 giờ rồi. Content quá rồi. Cút luôn rồi. Thằng này để cái Ichu đức của nó thắng. Ichu ship rõ thắng rồi. Thì các chơi nhiều bây giờ bắt đầu quen rồi nhá anh em nhá. Bây giờ đúng kiểu chơi để sưu tầm thêm đội điều kỳ dị của cái nhà này là gì. Công tắc cao hơn kìa anh á. Thế á, công tắc vẫn thế mà cao hơn đâu. Oh my. Khổ với cho tao phết đấy vào nồng này. Ờ cảm ơn Phan Hoàng nhé. Thằng Darling chắc là cái hành lang lúc nào cũng tối. Cảm ơn Phan Hoàng với 60 tỷ nha. Ủa là có chuyện đấy xảy ra thằng nói về tương lai. Có vẻ như là lần này là không có gì thật này. Cái này tôi kiểm tra kỹ không rồi, tin chuẩn nhá. Sao mấy lần không thấy chim nó cứ quậy nhỉ? Tạo hay gặp vấn đề này. Hoa có ba hoa đúng rồi, các bạn cứ ba hoa đầm wow. Tiếu qua đầm tiếu qua lò linh tinh, ba hoa qua lò linh tinh làm tiếu deep. Chết rồi, mày bị nhốt trong đấy với tao rồi. Ngon. Cái cửa sổ nhà đối diện thôi mà. Những lời đàm tiêu qua nhà đối diện. À, mày bẻ giống như là Linh tiếp à? Đéo đi. Thôi, đi ngủ đi. Thôi, không có gì đâu. 4 giờ, chuẩn luôn. Yes sir. Tôi để ý con ma cho vali vào đấy. Nó mặc đồ giống cái thằng trẻ con ở trong đây. Chứng tỏ là chúng ta đang ở trong nhà với một con ma áo vàng. Đập vừa hắt xì. Oh my god, stop bro, I'm stuck. Đang nghỉ à? Cứ mở cửa đấy. Mày định tắt đèn cho nó sợ. Tao định tắt đèn dọa nó chứ tao cho nhìn ra nó đang đứng dọa tao. Từ khi nào cái việc mà người khác đi ỉa là anomaly của game vậy? Chợt nhận ra anh đã đánh mất 500.000. Cái đếp. Xôi. Mà đèn thật. Chợt nhận ra anh đã đánh ca. Người Hạ Long kiểu. Ê, hey, tao người Hạ Long. Giờ anh đã đánh rắm. À, thôi quá. Thằng Sang kiểu. Thằng Sang kiểu. Chim lệch á? Có chim có bạn lệch cái làm gì có đâu. Chim lệch anh ơi. Ủa ấy. Tao bọn này tao nhìn thấy gì lúc tưởng là con ma trong này nhưng không hóa ra là không có mày. Thôi đi ngủ đây hình như đéo có gì. 6 giờ chuẩn rồi, 6 giờ chuẩn rồi, 6 giờ rồi, 3 tiếng rồi thoát này. Ô có chim biến mất rồi. Em mày bố mày tìm mày con ạ. Tìm chim. Thế nó sẽ ở trong cái thùng rác kéo vào. Ở chỗ rồi, mất chim rồi. Em mất chim hai. Yes. Mày là đâu mất cái đấy làm đéo sống đéo. Ô, chim treo trên trần nhà. Hả? À? Cái đéo gì đây? The play hide and seek. Bà. Ủa, bố chỗ này trốn rồi. Chim bắt đầu đến tìm mày rồi. À. Có chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình thua? Mày bị chim nó chói cổ. Làm tao nhớ cái phim gì mà thằng Hề bị thằng da đen nó... Scary movie. Mày ơi, tao bắt đầu nghĩ hình như đây con Duolingo nó tìm mình. Duolingo săn mày. Duolingo hỏi hôm nay mày đã làm bài tập tiếng Pháp chưa? Tiếng Nhật mày, nó mà nói tiếng Nhật mày ơi. Quả đấy mình mà không hiểu tiếng Nhật là mình thua đấy. Mày quá, mình biết tiếng Nhật, biết tiếng Anh. Giáo dục rất quan trọng nha anh em nhé, học ngôn ngữ đi. Dư công tắc anh ơi á. À, ừ nhỉ, nhưng mà à, nó đã dư cái công tắc này. So, hai anh em ơi. Tôi không thể win game này nếu như không có anh em ở đây. Nó nói mình đúng không? Ừ đúng rồi. Mày không check gầm giường à? Tao tưởng mày bảo mày luôn check gầm giường đầu tiên. Bùm, đéo có gì. Một ngày nó sẽ có phần nào, một ngày. Cút đây, ngủ đi.
Ô sáng rồi này. Ngon. Té. Lại win tiếp rồi. Thôi 11 giờ tối rồi. Đến giờ đi ngủ của tao rồi. Mai tao lên lớp nhận phiếu bài ngoan. Mày học mẫu giáo rồi. Mày muốn đóng một tí tiểu phẩm là anh em mình là mấy thằng mẫu giáo nhưng mà nói chuyện như bọn gangster không? Qua kịch bản khó vậy. 19/81 à? Ơ nhầm, không, tao muốn chơi normal mode. Normal mode is for pussy. I want to play nightmare mode. Chim. Nghe thèm cả buổi tối ấy rồi thề. Chẳng ai mày cứ chim nhở. Nay mày đang mưu mix mày talk show, nó cứ đòi sờ bụi tao ấy. Tao đéo cho rồi, nó cứ này nỉ. 3 giờ sáng rồi, mày mất chim rồi. Ê, hình như lần này trốn tìm tiếp anh em ơi. Thử xem lần này để có chim bắt nó như thế nào. Nghe cái nhỉ. Chim ơi. Chim. Chim đi rồi. Chim bỏ tao đi rồi. Chim bay đi rồi. Chim ở dưới thùng rác. Ủa, lần này nó tính mất tích rồi cả bình thường. Không phải trốn tìm này. Nếu mà là trốn tìm thì tôi sẽ thử để nó bắt em như thế nào. Cái này là content rồi. Content anh em ơi. Cái gì có content là làm. Team chuyển gang là bán mạng content nhá. Nếu như có giải thưởng content nhất thế giới, bọn tôi sẽ nhận cái giải đấy ngay lập tức. Sau WeChoice không có vũ content của năm hay cái gì nhỉ? Giải đần độn của năm WeChoice Award. Xong mọi người vào vote một cách gọi là không cần kêu gọi em mày hiểu. Nói gì thì nói, đéo muốn về nhất. What? Oh. Bitch, you stay right out there, okay? Từ tao tắt âm thanh này. Không có mặt à? Phasmophobia. Nó chỉ giật mày. Chim lại mất rồi. Lại mất chim rồi. Rồi tao sẽ để con chim mắt, tao để con chim mắt. Này gay vãi. Đúng. Để chim mắt. Oh shit, đây một con chim rất to này. Em bình tĩnh không? That's not what she said. Cảm ơn mày nhé. Lâu lắm rồi mà có người khen chim tao. Chúng mày hàng ngày đi ngủ dậy nhớ mở rèm và kiểm tra nhé. Để những gì tao làm nhé. Hàng ngày đấy. Nếu mà buổi sáng tao ngủ dậy tao mở, tao thấy con này ngoài cửa sổ ấy. Tao kéo rèm lại và đi ngủ tiếp. Khả năng cao tao đang mơ. Duolingo đi lừa anh em mình xem đã học bài chưa. Má mày học bài rồi. Học bài. Học tiếng Tây Ban Nha chưa? Ok, có vẻ như là không có gì này. Nghĩa là đang có gì. Mày giờ thối Darling ơi. Tao lại confirm rằng Darling giờ thối nhá. 8 giờ này, ngon này. Phần hoàng quá. Pogo. Pogo Duolingo. Thằng Hiếu mày có ui nữa đâu. Hiếu ơi tí nữa ui. Kiểu nó thấy một cái gì. Không thể nào gặp cái trường hợp 2 hôm liền không có hiện tượng cơ. Nãy mày gặp trường hợp 3 hôm liền không có hiện tượng gì nữa. Yeah. Nếu mày sống trong một cái ngôi nhà mà 3 hôm liền không có hiện tượng thì tao nghĩ đó là bình thường ấy Phan Hoàng. Mày nói đúng Bảo Hoàng, chắc là tao nghĩ nhiều rồi. Tao bị over drinking rồi. Ok. Không phải là mày. Yeah. Cái gì đó xảy ra? Má tao tưởng tao là thánh trời mà nhưng mà tao là thánh trời ngu. Thánh trời ngu. Thánh ngu. What the fuck? Spider-Man này vào nhà tao nó phá rồi mày. Let him spidey away, ok? Khoa á? Nãy có 2 thôi á. Được, tí tôi lại stream thử nhá. Không có, tôi đè, tôi đánh đít các bạn. Từ, tao không nên làm thế. Ngày mai an toàn này, không có gì đâu. Ngủ đi. Cắt đi. Tưởng là ngày an toàn, hóa ra là dính bầu. Nếu cái con nó không nghe lời. Bực rồi nhá. Phan Hoàng sẽ bực. Nếu con không nghe lời, tao cũng bực phết. Phan Hoàng tức giận. Phan Hoàng ỉa cháy. Phan Hoàng nứng. Tại mày chúng mày sẽ chỉ áp dụng vào tao tất cả những cái bệnh lý mà chúng mày thể nghĩ ra. Phan Hoàng viêm gan B. Phải không? Cái đấy đúng rồi. Hey Google, remind me to kill some cows tomorrow morning at 9 a.m. Một ngày bình thường ở nông trại. Có chim biến mất rồi, tao phải tìm chim. Phan Hoàng chim bẩn. Chim. Tao sẽ để mày bắt xem có chuyện gì ra. Phan Hoàng để chim bắt. I'm a bird. Ồ, chờ quá. Chim thực sự chim đã bắt được Phan Hoàng. Kỳ vậy. Thế thôi, con chim chỉ lao lao, nó kiểu nó đè tao xuống, nó bắt tao đi học tiếp ấy. Ô mày. Duolingo 2 mày. Stop, keep out. Keep out. What? Whoa, whoa, wait. Các right. Kênh Chicago được upload lên YouTube hả? Content đấy. Content đấy, nghe mày, content đấy. Mày không phải là con tao, mày cút nó khỏi nhà đi, content ở lại. Ơ, hết giấy vệ sinh này. Con ma vào nhà tao ỉa hết rồi mày. Phèn phẹt buồn mà. Lấy tạm lá chuối đi Phan Hoàng. Không phải lá chuối đây. Còn lá lành đùm lá rách thôi. Chúng mày dùng giấy kiểm tra. Oli để chùi đít bao giờ không? Có. Nếu nó không vuông vắn trong cái oli ở đấy thì đừng nói chuyện với tao, ok. Cái đéo gì đấy. Vuông vắn trong cái oli đấy là sao hả Phan Hoàng? Cái đó ấy, nó dính lên ấy. Mày còn phải để nó vuông vắn trong cái oli cả. Không phải sao, không phải cô giáo trừ điểm à?
Đúng rồi, đây là lớp học chủ đít. Ê, thật sự bọn trẻ con nên được dạy cách chủ đít từ hồi còn bé. Xong rồi cô giáo sẽ phát ra tờ giấy kiểm tra ấy, cô giáo phát ra một cái đề bài ấy, xong rồi đưa học sinh vào nhà vệ sinh chủ đít ấy. Nếu như các em đi quá cái phần vùng này, các em sẽ bị trừ điểm. Cái bài kiểm tra cuối kỳ, cái bài khó nhất sẽ là một cái bài mà mày vừa bị đập cửa bởi những thằng khác, xong rồi mày vừa phải chủ đít bằng một miếng giấy rất là bé. Cho tao hủy, đừng ký lớp đấy được. Ủa cái đéo. Yummy. Juicy. Nó đang đầy lên đúng không? Tôi tự hỏi nếu đầy lên bắc sẽ như nào? Đầy lên quá nó bị tràn ra phần nào? Mình có nên đợi không mọi người? Content tí nhở? Hay là content tí nhở? Đầy lên cho cao hẳn đi. Nếu nó đầy lên thì sao? Chắc nó đầy ở một mức độ nhất định thôi. À mà đúng, hình như nó đầy đến đây nó dừng rồi. Ai này? Trả content rồi. Ten content, ta từ ten content. Còn content, có anh nào muốn không? Ôi Michael Jackson ngã rồi. Ngã rồi mày ơi. Giờ này còn có người đạp xe bán bánh cúc á. Oh shit. Thằng này giặt quần áo hay nó giặt con b**** nó... Bật lên đôi băng đẳng nào ấy. Tôi là bánh khúc đây. Damn, mày làm cho ai? Mày buôn bán cái gì? Điều hòa, máy giặt, bình ác quy hậu, bán đi. Đồng đội mày là gì? Ở đâu? Bánh mì Sài Gòn. Đặc biệt thơm ngon, 3.000 một ổ. Mất hoa rồi. Mày là bông hoa trong mắt tao, đã định. Má cái thằng bà hoa này. Hả? Sao là bị thèm cả rán ta? Em ơi, Shopee bật được mic của mình à? Sao nó biết recommend cả rán lên đầu vậy? Shopee đang xem stream tao mày. Chào Shopee nhá. Tại sao bọn em nhá, Shopee food nhá. Chào xin đi, cô giảm giá 2 triệu đâu, một tí em mua đồ rồi. Nhưng ngày hôm nay không có gì. Ô, 9 giờ này, tỉnh rồi. Được lại thêm một ngày nữa win rồi. Ok, tìm đủ 81 anomaly thì chơi... thì ăn cứt. Thôi chơi normal mode đi. Tại vì cái Nightmare mode thì mình phải kiểu ngủ quá ngày. Chơi normal mode bắt hết sự kiện đi. Normal mode có thể bắt hết sự kiện được không? Còn chơi Nightmare thì tao sẽ phải kiểu căn căn xem hôm nào không có đồ thì tao phải đi ngủ ấy. Bây giờ chơi Uno rồi em phải Uno á. Tao cũng muốn chơi Uno. Chơi Unang được không? Chơi Unang User được không? Stream của anh A nhiều view hơn anh rồi. Mở vào thì stream của anh không có game Uno mà stream của anh A nhiều view hơn. Có ngày tao đánh mày. Con mẹ mày, 3 giờ đêm nữa hợp stream. Mày có tiếng khóc ở trong tủ lạnh mày. Mở tủ lạnh anh em. Right. Sẽ cho mày sự riêng tư ở đấy, ok. Mở ra nó lạnh mày. Thật sự mọi người ơi, tất cả thỉnh thoảng tôi sẽ gặp một số trường hợp, tất cả tôi vừa off stream phát là sẽ có một số anh em vào stream tôi kiểu mẹ anh off stream sớm hay vừa vào stream. Cho đến khi hôm trước stream 3 giờ sáng vẫn có 2-3 cậu vào vừa vào đã off stream má. Như kiểu có một số con vợ kiểu chỉ đợi theo tôi off stream vào comment câu đấy ông chạy vào đây. Không ngờ gặp phải thằng Leo. Làm từ tech 24 giờ stream. Ủa? Gặp ngày con vợ anh người mới vào stream. Trường hợp ấy gặp rồi mà hay là do kiểu hôm trước tôi chết rồi nó lặp lại nhỉ? Chim lại biến mất rồi. Và lại mất chim. Chim không chào cờ. Ê cái trường hợp gặp rồi này. Có khi phải chơi Nightmare mode rồi. Bọn đéo chui vào đây. Cứ rồi. Ờ mày. Mày quá. Do anh thua nên lặp lại á. À. Sâu cỏ. Justin Bieber is my favorite Breaking Bad character. The fuck. Alright. Chìa khóa xe của tao ở đâu được nhỉ? Này đi đâu giờ này? Nếu nó đi vào giờ này chỉ có thể một là đồ ăn, hai là pussy. Tao không cần đi đâu cả, nhưng mà nếu mà tao muốn đi thì tao không thể đi được tại vì tao không biết chìa khóa xe đâu. Nói ít rồi, tao mất chim rồi. Có thể chim mày chỗ chìa khóa xe của tao rồi. Không đúng rồi nhỉ? Nó làm gì ở đấy? Hỏi chim mày. Hỏi chìa khóa xe hiểu rồi. Chó mất tích rồi. Mở nắp bồn cầu ra. We can do that. Không được. Mở nắp bồn cầu. Ooh, that's kind of small. Trốn quá kỹ. Ai ai ai, I'm a little butterfly. Đồ chơi cháu tao ở đâu nhỉ? Có điện thoại siêu nhân sao? Boom 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 boom, I want you in my room. Nó thực sự nó kêu cái tiếng. Nghe bực. Ai ai ai. À nó còn tiếng chó rượt đâu. Mới lên mặt rồi này. Oh my. Ôi, sợ thế. Quả điện thoại đầu tiên mà tao được nhận. Hồi xưa tao tưởng điện thoại đấy, điện thoại có thể nghe gọi được. Và tao mua về, tao khá thất vọng. I cannot hear any tổng đài, man. All I hear is ai, ai, ai. Ôi, mày nó bỏ dần chỗ tao rồi. Ôi, mày. Stop, stop. Thôi, đâu ổn rồi mày.
à không, nó đi đường thẳng. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó bắt được tôi? Nó không bắt mày đâu, nó chỉ đi thẳng. Sợ thế. Ai thằng Long đi với con chân dài. Chết luôn. Bắt ngay. Trời ơi. Bắt ngay. Khó lòng. Bức tranh nhìn hơi lạ, như kiểu cái khung của nó bị lạ hơn sao ấy. À chẳng phải đâu. Thảm thay đổi á, thảm nào? Thảm sạt. Không phải thảm. Chữ nhật màu đỏ. À, cũng hợp lý nhỉ. Nhoi. Bùm. Bánh trứng bụng, ok. Đây là cái tao có thể làm trong tình hình hiện giờ. Ta cảm thấy một luồng không khí ảm đạm, u ám trong căn nhà này. Bánh trứng lân địa, lâu đài tình ái. Shut up, đá với gương, you cannot win, bitch. Nah, I lose. Bánh trứng lanh đệ, phương hoàng, sao kê. Oh shit. You dead, man. What critical damage. Bọn học sinh ở MIT không có hiếu hài hước bằng bọn mình. Cảm ơn Hiếu, tao thấy tự tin lắm rồi. Harvard, more like Harvard Vat, am I right? Harvard trượt môn á, more like Hazard. À, không tìm thấy dùng radio, nhưng mà dùng radio thì mình lại ra khỏi đây toàn thân không vẹn bạn ơi. Các tầm này mình chơi vì content mà. Very big shell, very big shell. Where are you? Very big shell, very big shell. Tiếng rất to thôi tất cả mọi người. Ở đây. Oh, mất một cái voi. Yes sir. Các bạn biết gì không? Speedrun đi. Dùng radio tìm hết tất cả những anomaly trong nhà luôn đi. Vậy lắm. Ta định khen là sao hoa mày đẹp ấy, tự nhiên hình như nó đéo phải hoa. Tao sẵn sàng, tao mua một cái vòi tắm như thế này, you know. Mày biết gì không? Tắm phần còn lại không sao, nhưng đến phần đít lại bắt đầu giận giận này. Các bạn này, đừng nói trên Shopee thực sự có một cái vòi hoa sen mà nó có thể hình cái bàn tay nhá. Tôi cảm giác là sẽ có ấy, tí là sẽ sớt. Tao sẽ sớt. Vòi hoa sen hình bàn tay, do it, bitch. Shopee cái này không chẳng có. Tao khá chắc mày thông tin về cái hóa thạch khủng long rep 1-1 này. Oh my, cái lỗ ở trên đấy nó to ra. Tao tìm thấy bí bách quá thì mình bắt đầu mình dùng radio chứ không là cứ chơi như bình thường mà normally. Bí quá. Nhà cái bí quá. Bí quan. Nhà cái bú đá. Ơ kìa đây. Luôn check dưới gầm giường em rồi. Nó cút rồi. Alright kìa. Ờ giờ tao không còn phải chơi dưới gầm giường nữa. Đi rồi. Không có rồi. Buồn thế. Buồn mà. Để tao làm cái bàn tay thay cái vòi sen nhà mày. À shit. Để tao đuổi vòi sen nhà mày. Từ từ tại sao mày. 40 anomaly rồi mọi người, được một nửa, quá trình rồi. Yo, ew. Các bạn thử tưởng tượng một ngày các bạn định chủ đít và thò vào thấy quả giấy như thế này nè, khiếp. Quả này khó tìm phết, may mà tôi thông minh sáng dại, hai hòn nên tôi mới tìm được cái đấy. Thông minh sáng dại, hai hòn. Ô, cửa sổ biến mất rồi, sao mình không nhận ra nhỉ? Trên cao. Tao biết là tao, không chơi bao. Từ 6 giờ sáng rồi, dùng radio đi. Có thể nó ở trong phòng này anh em. Tiếng rất to. Không phải vali. Không phải bức tranh. Then what the fuck. Đồng hồ chạy ngược. Cách dành thời gian dễ mà mọi người. Time collapse. Clap da das. Em giật mình. Ôi. Mày đéo gì làm à. Nó chạy mất rồi. Thằng Phân Hoàng thực sự chỉ muốn mạ. Xuất cầm bình. Tổ sư rồi nó. Nobita. Con gì vậy? Nè, cậu cho tớ cái vũ khí đó, hủy diệt trái đất đi. Hôm nay trai trêu tớ. Nè, Nobita, hôm nay tôi gặp được một bà có vú to chà bá vậy nè. Whoa. Stick that knife into my ass. Hay, giọng trầm. Ngày chắc sau tương lai cứ làm Among Us cũng nổi lắm. Ai nói từ gai lọ nữa. Nhờ hát nhạc chế. Cóp Việt Nam này. Cóp Việt Nam luôn mà. Chịu, đéo tìm được, radio đi. Trời còn radio đi. Giật cái mũi. What the fuck? Sao mình không để ý nó ngay từ ban đầu nhỉ? Con ma lẩn vở trong game anh em ơi. Chịu rồi, bí rồi, radio đi. Ủa cái lỗ cao này tôi tưởng là mình xử lý rồi. Hay do thua nó không lặp lại nữa. Dùng radio nó lặp lại á. Chết rồi, hình như là tôi dùng radio cũng không phải là ý hay rồi anh em ơi. Hey, what's the point? À, tao muốn săn tất cả anomaly đây nhỉ, có vẻ như nó lặp lại. Chim tao buổi sáng này. Ấy, fuck, tao cần phải tìm cái gì đùa khác đi. Ngoài việc đùa với chim, man. Tao hết hài rồi. Chim mình hơi gãy đấy. Bồn cầu nhỏ hơn á. Bồn cầu không nhỏ hơn đâu. Thế bồn cầu nhỏ vãi cứt như thế. Tao mà ngồi vào cái bồn cầu đấy thì chắc nổ cái bồn cầu. Thiếu nó khá to ở đây. À,
lại cái đồng hồ. And the Grammy Award goes to Desmond Vu and Lau Ao Dan in Nâng Ly. Yeah. Đấy, vỗ tay nhá. Xong rồi fan Kanye West lên, nó tràn lên, nó phá với mày. Thế thôi. Này thấy anh Sang My speed run ở phần rồi. Anh Sang đang đi làm rapper. Ôi, nó lại lặp lại, ôi, come on man. Speed run này anh em ơi. Con chim mất tai đúng không? Tao quá đời anh. Chim bọn mày có tai không? Tao mong mà không này, tao không thích những thứ nó phải nghe nó. Phải mệt nè. Break it. Oh my. Tao mong khi mà tao ấn chụp màn hình thì mày cút luôn. Bye, have a great time. Nó làm thật. Nó đóng cửa hộ mày luôn nhá, văn minh phết. Speed run. Để ý đồng hồ đấy dần. Lỡ mấy phát rồi. Nói chung tôi muốn speedrun tìm hết tất cả 100% tất cả anomaly trong đoạn này. Tại vì phía các bạn win rồi. Để tôi kịp refund. Tôi các con này có 30.000 refund. Đâu ý nghĩa gì lắm. Ê, 30 dong is 30 dong, ok? Holy shit. Tưởng tượng vào tắm rồi nó như thế này đi mày. Nó vào nó tóm cái giái rồi. Chờ một bát bún màu Huế không xuất thân từ Huế. Chờ một bát bún màu Huế Hà Nội. Mất vòi kìa anh, à đây. Cho một bát bánh cuốn không cuốn. Thay vì mày gọi bình thường ấy, thay vì mày gọi cho một bát phở, cho một bát hành nhiều phở. Cho một ly cà phê sữa không cà phê. 11:30 à? Anh em tao vào phòng. Ông đấy là 3 năm, à đấy là vài năm trước. Ồ oh. Cho em một ly Yeshapa. Đúng mà Yeshapa. Đúng mà Yeshapa. Đèn, đèn thôi. Các bạn xem cái vlog Sapa của bọn tôi có đoạn đằng sang đó rồi sau tôi nhảy lên đây. Yeah, đúng mấy Sapa. Cái cách nó phát âm Sapa vậy, Sapa. What the fuck, tao chưa lên máy anh từ. Tao cho lại thức tỉnh ở đây này. Ghét. Nó cứ ọc. Ê, lỗi tách sờ chúng mày. Ngu. Ma ngu. Lỗi tách sờ rồi, tại sao mày lại chửi con ma. Ngu. Đồng hồ kêu một cách nhanh bất thình lình. Tao để ý lắm. Để ý con nào? Đúng. Để ý con nào? Tao để ý con đồng hồ kìa. Nhà đâu? Tên gì? Nó đây anh ơi. Nó đây. Xách vali, cút về nhà ngoại, ok. Bạn biết gì không? Bắt đầu nghĩ cầm radio speedrun hết game để tìm hết đúng anomaly. Thôi chơi em. Bắt đầu lười à? Tiếng rất to ở trong đây. Tay nắm cửa tủ á. Tay nắm cửa tủ thật, lú thật đấy. Lần này là gì đây? Tay nắm cửa này chăng? Lú không? Ngủ nghe luôn đi. Tao mới nghe hôm nay kiểu. Chị mẹ. Tụi nó chọc tôi. Tí trẻ con cười. Thằng này bóng phết nhỉ, mất dậy vậy, nhớ hỏng đồ sao? Tập đè đầu tao đánh đi. Thay đá quá ngu. Rồi tránh bóng nó đi, Ronaldo Hạ Long. Rồi hai. Show them the Sarah 7 move. Ôi mẹ. Má nó dọa tôi. Mày đúng xem không phải mày thắng rồi đúng không? Đúng rồi, chỉ cần nó nhìn thấy mình được mà. Bố mẹ nó đố tôi. Yeshapa. Ngu, bố mày ngủ. Cái đéo gì đấy? Cái chó xóm lại cấu trộm đồ hòa tao rồi mày. Nhưng mà nó sẽ chỉ nhận được cục nóng thôi tại vì hòa nó ở đây cơ. Có cái chuyện khu đầu điều hòa. Là con câu đầu nóng rồi chịu rồi. Ai này? Okay. Đóng của mày đấy. Cảm ơn nhá. Tao bắt được vị trí con tao cần săn này. Yes sir. Kidnapper be like. Đấy, có. Alright then. Hello. Ok. Ichi. Mày đéo thấy gì hết. Tao sẽ là con chim. Nó bay con mẹ đi rồi. Từ giờ bố này chạy tìm. Quá pro. Này quá cứng nội. Ok. Bye bye. Tao chơi game này gần 2 tiếng chỉ để cố săn hết cái đống anomaly ấy. Chúng bắt đầu chơi coi như win đâu nữa. Chim. Opera lạ vậy. Giấy á. Thừa thêm giấy vệ sinh. Hoa á. Hoa bình thường mà. Bà hoa mà. Oh, shit, I need to stop that. Chúng mày sẽ bị stroke nếu như mày không nói từ bà hoa đúng không?
Chả như tôi. Người bạn tưởng tượng ấy. Ê, đây cái thằng trong X mà. Anh em. Anh nhân vật chính trong X mà. Bàn tay. Now that we call a group of six. Tí ra vào đây thấy có tí vết giày bên dưới nữa đẹp nhỉ. Hai chân trước đeo Dr. Martens, hai chân sau đeo Adidas. I'll be right. Đèn to đấy. Can you hear my heart beat, beat, beat? I'm going to beat my wife now. Fuck yeah! Chúng mày biết gì không? Hãy chọn một ngày làm ngày beat wife national day, you know? Tao không ủng hộ ý kiến này nhá. Mày sẽ phải ủng hộ yếu ạ. Mày biết gì không? Mày là một người trong cái đảng đấy. Không. Beat wife national day. Today I'm going to beat my wife. Bao nhiêu năm rồi anh đã beat your wife vậy? 10 năm. Chúng tôi đã cưới nhau được 2 tháng. What time is it? Đập vợ time. Đập vợ musical. Xong cả trường nó rất là vui vẻ hào hứng ra không? Đứa cầm chảo, đứa cầm gậy. Anh Sang thích học trường này ấy. Hey, bảo lấy thông tin ở đâu ấy? Tại vì nó chuẩn quá. Anh sẽ đánh nàng. Anh sẽ đánh nàng. À. Vũ Minh Hiếu, aka Vũ Phù. Cái lộn gì vậy? Không liên quan cái lộn gì nha. Bắn hết cái bọn tàu này. Chiến tranh kết thúc rồi ông nội. Từ. Cái thằng tàu ấy. New York là của người Ý mà Mỹ. Mày chơi game gì ấy? Man City à? GTA 3. Nửa đêm bắt tao cười đứt ruột rồi. Ok, mày là con chim tao ghét nhất trong tất cả các con chim. Wow, tao chỉ say. Để nói thế sao tao không? Cảm giác sắp end rồi ấy. I am the one who gonna say the N-word. What's up, my N-word? What's up, Nico Chin? Tiếng rất to ở trong đây. À, trong phía tủ đồ ta. Em chào đại ca. Em mày khiếp thế hả con? Eo ơi. Con Hoàng nó làm quen với con ma đến mức mà bây giờ nó thành bố của ma. Ta là bố mày. Mà. Ok, bây giờ những anomaly nó bắt đầu không lặp lại nữa. Mình thực sự mình phải căng mắt ra mình tìm hơn này. Tiếng rất to ở đây. This fucking noise is gonna haunt me this night, man. Tiếng này nó sẽ xuất hiện mỗi lần tao đi xung quanh phòng tao. Bởi vì tao luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Xem công tắc xem nào. Đủ công tắc không? Bảo Hoàng nó u ấy làm tao tưởng. Khó thế. Chụp một phần thẻ anh em ơi, chụp một phần thẻ thôi. Không phải bếp, mất tay nắm tủ á. Có thể. Đúng quá chịu. Đây là một căn bếp bình thường mà tôi thấy nó đéo khác gì vừa nãy cả. Game quá giảm lỗi. Hay là lỗi ta. Chụp được một phần thẻ anh em ơi. Cốp Việt Nam. Bếp á, bếp có 4 hay 6 chân gì đấy thôi á. À, đúng, vừa nãy cái phần chân bếp nó bị nhiều hơn thật mày. Tao sẽ làm bài gái mèo hủy hại đời tao. Đéo gì cơ? Ô, cái đéo gì đấy? Ông nhảy xuống chắc chắn thua, đéo xuống. Và có một cái tiếng gì rất to mà tao quên chưa kịp nhìn nó đã biến mất rồi. Yep. Sắp tìm thấy full anomaly rồi anh em ơi. Cố lên. Thánh trời mà. Thánh trời gầy. Đây rồi. Thánh mà trời. 5 giờ sáng. Ô văn kê bắt đầu khó này. Móc quần áo. Ôi, móc quần áo lú thế. Ô, sáng rồi. Sáng anh rủ em đi trà đá. Mong rằng em ký ức mong trả. Thực ra thì em cũng xinh. Nhưng anh khuyên em nên cắt đầu đinh. Nói tiếp đi đó anh. Rồi sau đó em sẽ hiện nguyên hình. Một khuôn mặt của một con thần kinh. Giật cả mình theo quán tính. Bất thình lình anh chạy mất tích. Nhìn mặt em không có thể bình tĩnh. Đứng thêm một phút nữa có lẽ anh hy sinh. Hai và lờ đủ. Hai và lờ đỡ chịu được. Bá đạo chôn lầy. Nghe nó cứ 2009. Đấy, để tao hát một đoạn này. Ngày thứ hai của tuần thứ ba. Tưởng em tha em lại mong qua. Nên là em lấy chuyện làm quà. Rồi mượn máy anh chém hoa quả. Mong rằng em... À gì? 2009 rồi. 2009 rồi. Nghe chém hoa quả biết năm nào ấy. Nên là anh đã đề phòng xa. Không để em đút túi về nhà. Thôi thì mượn em qua trà đá. Cái logi của gì nhỉ? Này bố của logi luôn. Người Lào cai chất. Sao cảm giác những anomaly cuối nó bắt đầu khó tìm dần nhỉ? Rồi lại chơi radio tiếp đi. Trong phòng này luôn. É thế cũng phải dùng tổ sư vào nào. Của giải phát lặp lại luôn chứng tỏ là sắp hết game rồi. Có một cái anomaly nữa là con chim trên trần nhà vệ sinh này. Có thể lần này sẽ gặp. Sao tao chụp mày xong mày đóng cửa? Ok, bắt hết là lồng ly rồi. Thôi rồi, winner con này. Chúng ta cuối cùng cũng có thể thoát khỏi tầng hầm nhà
phần. Dự án Omly sẽ lặp lại anh em ạ. Tại vì mình cũng bắt hết rồi, bây giờ nó sẽ lặp lại. À, chim biến mất rồi. Đứt đuôi ăn chó. Chim ơi. Đứt chim nhà con chó. Ừ, rắc cho. Ôi đi, mày giật mình. Ơ, mày vừa ăn check thêm cái nữa à? Không, không, tao chụp lại. Nãy tao chụp nhầm, tao chụp lại. Bảy, 2 tiếng nữa thôi. Cố lên, cố lên, cố lên. Đây rồi. Ủa ok, win rồi, win rồi, win rồi, win rồi. Cút của đây rồi, cút của đây rồi. Gì gờ gờ. Gì? Gaga umama. Gaga umama. Gaga umama. Ơ, tao chưa kịp đến gần nó. Mày đến gần trẻ con làm gì đấy?